Chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Thùy Dương thuộc team Ruồi. Hiện tại mình đang đứng trước cổng trường Đại học Ngoại thương. Đây là một ngôi trường hết sức nổi tiếng, không chỉ vì điểm chuẩn cao mà còn vì là nơi hội tụ những con người hết sức tài năng, nhiệt huyết, năng động và sáng tạo. Bước chân vào đây là ước mơ của tất cả mọi người, trong đó có thành viên của team Ruồi chúng tôi và của một bạn học sinh mà chúng tôi sẽ nói tới sau đây. Dường như là câu chuyện về sự nỗ lực của tất cả chúng ta. Thay mặt cho team Ruồi, xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn, những tân sinh viên phở tu đã chạm tay tới ước mơ của chính mình. Và bây giờ, hãy theo chân chúng tôi vào bên trong để cập nhật những tin tức mới nhất về siêu bão đang đổ bộ qua nơi đây trong những ngày nhập học. Dẫn rồi thì chú cũng không vào làm thủ tục trực tiếp, nhưng mà thấy em nói là không có cái gì là bắt. Đạt được học lần đầu, nhưng mà mình cũng nên tham gia một số những hoạt động như là living, câu lạc bộ kỹ năng sống, đúng không? Thì mình chị mong là các em, nếu mà ngày xưa ít tham gia hoạt động của câu lạc bộ thì năm nay sẽ cởi mở hơn, tham gia nhiều hoạt động dạng hoạt động tham gia được nhiều hoạt động và càng hãy chọn lựa đúng đắn và đừng hối hận vì đã bỏ công sức. Tất cả các tân sinh viên là học giỏi và sau này ra trường thì thành đạt hết. Đừng có vui quá mà quên học rồi. Thưa các em là luôn